Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Nhã Thi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mà mình rất thích, tên là Cá Vô Chánh Bé Bỏng. Và giờ mình sẽ nói cho các bạn tên tác giả. Tác giả Bao Đông Ni, người dịch Mặc Sinh của nhà xuất bản Kim Đồng. Câu chuyện nói về một bé cá vô trắng và một người mẹ. Nếu các bạn xa mẹ một ngày nào đó thì sao? Các bạn sẽ phải làm sao với chuyện đó? Cùng xem với mình câu chuyện này để biết cô cá vô trắng bé bỏng này sẽ làm gì nhé. Một cô bé cá vô trắng tên là Xa Xôi sống cùng mẹ tại một vùng biển Bắc Cực lạnh giá. Cũng giống như cấu Bắc Cực, toàn thân loài cá vô trắng mang một màu trắng mướt. Chỉ khác một điều là gấu thì sống trên cạn, còn Xa Xôi và mẹ thì sống dưới nước. Từ ngày cá voi mẹ sinh ra cá voi con, hai mẹ con chưa từng rời xa nhau. Có lẽ cô bé cá voi này là báu vật mà mẹ đang mong đợi từ lâu, nên mẹ mới đặt tên cô là Xa Xôi. Mỗi năm cá voi mẹ đều dẫn Xa Xôi theo bà con họ hàng bơi từ Bắc Cực tới cửa sông ấm áp để thưởng thức những món ăn ngon. Trên đường trở về Bắc Cực, cá mẹ nói với con gái rằng: "Này Xa Xôi, con hãy nhớ thật kỹ mỗi đường mà con bơi qua nhé. Có thể một ngày nào đó con sẽ lên đường một mình đấy." Xa Xôi không muốn phải rời xa mẹ. "Con đi theo mẹ mãi được không ạ?" Cá mẹ nhìn Xa Xôi mỗi ngày lớn lên, mỉm cười không đáp. Cứ như vậy, Xa Xôi ở bên mẹ mỗi năm mỗi lớn. Bắc Cực đang vào mùa đông, một lớp băng dày đã phủ lên mặt biển. Cá mẹ phải khó khăn lắm mới dẫn Xa Xôi tìm được một khoảng không để hít thở. Xa Xôi và mẹ vừa ló đầu lên khỏi mặt biển thì thấy ngay một con gấu trắng khổng lồ đang ngồi chờ sẵn. Ngay lập tức, cá voi mẹ có dự cảm không lành. Xa Xôi không bao giờ muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Cá mẹ hét lên bảo Xa Xôi: "Mau bơi đi con, bơi càng xa càng tốt, đừng quay đầu lại, hãy nghe lời mẹ." Khi cá voi mẹ quẫy đuôi đẩy Xa Xôi bơi đi, con gấu trắng khổng lồ lao tới, nó xông vào cá voi mẹ. Còn lũ gấu nhỏ hơn thì nhảy xuống nước đuổi theo Xa Xôi. Trên mình đầy thương tích, Xa Xôi bơi theo con đường mà cô bé đã cùng mẹ đi qua ngày trước và tiến về phía cửa sông ấm áp. Khi gần đến cửa sông, cô bé không tài nào bơi tiếp được nữa. Nước thủy triều đánh đạp cô bé lên một bãi cạn. Xa Xôi không rõ mình được đưa vào chiếc hộp nước khổng lồ này từ lúc nào. Ở đây, các vết thương của cô bé được chữa lành ngày nào. Cũng có một cô gái xuống nước chơi đùa với Xa Xôi và rất nhiều bạn nhỏ đứng đợi bên ngoài hộp nước trong suốt vẫy tay chào cô bé. Mỗi khi tiếng nhạc du dương cất lên, Xa Xôi và cô gái lại cùng nhau biểu diễn một vũ điệu đáy biển huyền ảo. Khi phút ấy, tất cả các bạn nhỏ đều say sưa nhìn theo cô bé cá vô trắng như Xa Xôi đang hòa mình và với các em, đưa các em vào thế giới biển khơi kỳ diệu. Cá vô trắng là con của biển cả, ngay ngày được về nhà, Xa Xôi rướn người lên khỏi mặt nước, mãi không nỡ rời đi. Cô bé cất tiếng kêu lanh lảnh như muốn nói lời tạm biệt với các bạn nhỏ. Nơi hải cảnh mờ sương, những âm thanh trong vắt ấy
vang vọng rất xa, rất xa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau nhé. Tạm biệt.